trộm, làm đẹp, ăn uống, nghe nhạc, thậm chí là bắn bi thuốc lào ngay trong salon tóc. Rồi, như vậy là cầm bật lửa bật để nhìn rồi. Một tên trộm đã đột nhập vào một quán salon tóc vào lúc 1 giờ 36 phút ngày 11 tháng 1. Sau một lúc bật lửa, thanh niên này đã bật đèn lên. Như vậy là tên trộm này đã lấy hai cái gì đó ở trên bàn, tôi chưa rõ nó là gì. Rồi, tai nghe Bluetooth, rồi, đeo vào tai những người luôn. Rất là sành điệu. Làm gì tiếp theo đây? Rồi, thấy một lon coca trên bàn. Nào, vâng. Rồi, đấy. Lon coca để từ bao giờ để uống hết luôn. Rồi. Đây rồi, cầm ra một chiếc iPad rồi. iPad hình như lại không khóa hay sao này, mở được luôn. Đấy. Có luôn cả sạc luôn. Đấy. Rồi, khó ra rồi. Đấy. Làm hơi rồi. Ôi, đấy, nhìn lên chào camera luôn. Giờ mình nhìn thấy camera thì cúi lên chào cái. Nhưng mà anh không hề hốt gì. Sau đó thanh niên này vẫn ra cầm máy cắt tóc rồi châm thêm điếu nữa. Một cách rất là hiên ngang ngay trong salon tóc. Chủ salon sáng ngày hôm sau phát hiện thì đã ngay lập tức trình báo cho cơ quan công an. Với khuôn mặt rõ nét như thế này thì tôi nghĩ là tên trộm này sắp được ăn cơm miễn phí rồi đây. Nếu video hay và hữu ích, các bạn hãy đăng ký kênh Tôi Tin Tức để ủng hộ nhé. Ngoài ra các bạn có thể đóng góp các video của mình bằng cách gửi về địa chỉ email trên màn hình. Xin cảm ơn.